Chào mừng các bạn đã quay trở lại với AdmiKa. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành đánh giá cái chiếc Oppo Find N3 Flip này. Một trong những chiếc máy mà mình cũng đã có thời gian trải nghiệm rất lâu. Đến bây giờ thì sau khi mà hãng đã công bố ra mắt chính thức thì mình cũng sẽ tiến hành là gửi đến cho các bạn một video đánh giá chi tiết luôn. Đối với lại Oppo Find N2 Flip thì mình đã có một cái trải nghiệm vô cùng tốt, vì cơ bản là nó sẽ có cho chúng ta là một thiết kế đẹp nè, một cái màn hình gập với nếp gấp rất ít luôn. Kèm với đó là chúng ta sẽ có một cái phần bản lề nó khít kiệt như thế này. Thì sang đến đời Oppo Find N3 Flip, nó sẽ làm tốt hơn nữa ở một cái điểm mà chắc chắn là các bạn sẽ cực kỳ cần khi mà sử dụng một cái thiết bị màn hình gập, đó chính là về cái khả năng tối ưu cái màn hình bên ngoài này. Giờ đây chúng ta đã có thể sử dụng được nhiều ứng dụng hơn trên một cái màn hình với tỷ lệ 17:9 như thế này. Và hầu hết các bạn biết rồi đó, các ứng dụng giờ đây chúng ta đều sẽ sử dụng với cái tỷ lệ màn hình thậm chí là có thể là 18:9, 19:9 cơ. Nên là khi mà mở những ứng dụng đó trên một cái màn hình phụ như thế này thì gần như là nó hiển thị đều rất là rõ ràng, nó không có bị che lấp hay nó không bị mất cái tính năng gì cả, nó hiển thị rất là đầy đủ luôn các bạn nhé. So với lại cái kiểu màn hình mà dạng vuông hoặc là các cái kiểu màn hình dạng hình tròn, đấy, nó sẽ không có tốt bằng so với lại cái màn hình hình chữ nhật như thế này. Nó hiển thị giống như là một cái màn hình chính thu nhỏ. Và kèm với đó là chúng ta sẽ còn có được những cái tương tác về cái phần thú cưng. Giờ đây nó không còn 2D như là trên Oppo Find N2 Flip nữa, mà thay vào đó nó sẽ là thú cưng 3D. Nó sẽ có thêm nhiều cái chuyển động, nhiều cái hoạt động hơn để nó tăng cái sự tương tác với người dùng. Màn hình bên ngoài thì độ sáng nó cũng rơi vào tầm khoảng 900 nits rồi, cho nên là kể cả khi mà trong cái quá trình mà mình đi ra ngoài trời đấy, mình cần sử dụng nhanh cái thứ này kia, khỏi phải mở ra cái màn hình chính bên trong, thì vẫn có thể sử dụng được một cách thoải mái. Về cái mặt độ phân giải màn hình phụ này thì cơ bản là nó cũng không hẳn là quá sắc nét, nhưng mà nó là một cái mức độ phân giải vừa đủ để có thể là hiển thị được đầy đủ trên màn hình, để mà nó giúp cho chúng ta không phải là kiểu bị khó chịu. Tần số quét 60Hz cũng là hợp lý để mà nó tối ưu, nó tiết kiệm hơn. Sang đến cái phần màn hình chính thì chúng ta sẽ có được một cái không gian trải nghiệm lớn hơn, tỷ lệ màn hình dài hơn. Thì với cái tỷ lệ màn hình dài như thế này thì rõ ràng là nó vẫn cực kỳ là ok thôi, nó không có bị cái vấn đề gì liên quan về mặt tối ưu cả, dùng rất là bình thường luôn. Độ sáng màn hình thì cũng cao hơn khoảng gấp rưỡi so với lại cái màn hình phụ bên ngoài, lên tới là 1600 nits cơ. Cho nên là con này mà nếu như ra ngoài trời thì chắp mọi ánh sáng luôn. Màn hình của con này thì rất đẹp rồi, độ phân giải là Full HD, kèm với đó là tần số quét 120Hz rất là mượt mà. Tầm này thì không có gì để chê về mặt chất lượng hiển thị của Oppo Find N3 Flip cả, kể cả là màn hình ngoài hay là màn hình trong. Và có một điểm mình rất ưng nữa, đó chính là con này nó có một cái ốp lưng được làm từ cái chất liệu là nhựa thôi, nhựa PC đấy. Thì cái phần nhựa này nó cho một cái cảm giác cầm nắm vô cùng tốt, cộng với việc là con Oppo Find N3 Flip này nó cũng rất nhẹ nữa, cho nên là khi cầm ấy nó cực kỳ là bám tay luôn. Kèm với đó là chúng ta còn có thêm một cái thanh gạt này, thì mình thấy là nó cực kỳ là hợp lý các bạn nhé. Nhiều lúc cần là bật chuông này, hoặc là để về chế độ rung, chế độ im lặng thì đều có thể là thao tác được hết. Hiệu năng thì chiếc máy này nó sẽ được trang bị con Dimensity 9200. Đây là một con chip vô cùng mạnh mẽ, xếp ngang hàng và lại Snapdragon 8 Gen 2 luôn, không có gì để mà phải lo ngại về mặt hiệu suất cả. Và MediaTek đang làm rất tốt về cái khả năng tối ưu liên quan về mặt nhiệt độ cũng như là hiệu suất. Mình thì mình chỉ có sử dụng nó để mà lướt làm những cái tác vụ mạng xã hội cũng như là chơi từ game Liên Minh Huyền Thoại Tác Chiến ấy, thì nó vô cùng là mượt mà, thậm chí là nó còn mượt mà hơn cả một cái con điện thoại khác mình đang dùng, đắt tiền hơn phải gọi là gấp đôi. Đến bây giờ ra mắt 1 tháng rồi mà chơi cái tựa game Liên Minh Huyền Thoại nó vẫn lát đấy, thì cho nên là nó hơi buồn. Hầu hết là mình đều sử dụng cái chiếc máy này để mà chơi game, thì mình cực kỳ hài lòng về cái phần hiệu suất mà con Dimensity 9200 này nó mang lại. Nó cực kỳ mượt, nó cực kỳ mát và nó không có bị hạn chế bất kỳ một vấn đề gì cả. RAM ROM cũng vô cùng thoải mái, khi mà chúng ta đã có tối thiểu là RAM 12GB bộ nhớ trong 256GB rồi. Các bạn nào thích thì có thể là tăng thêm cái phần RAM ảo nữa, thì nó có thể lên tới là 20GB là chuyện rất là bình thường luôn. Kèm với đó là chúng ta sẽ còn có được một cái cụm camera vô cùng chất lượng. Đối với cái chiếc Oppo Find N2 Flip thì mặc dù camera cũng có cái sự kết hợp với lại Hasselblad, tuy nhiên thì về mặt chất lượng phần cứng cũng như là chất lượng ảnh thực tế của nó cho ra, nó chưa thật sự là quá là xuất sắc. Thì đến cái đời Oppo Find N3 Flip này, nó đã khắc phục được hoàn toàn một cách triệt để, tức là cái chất lượng của nó, cái sự nâng cấp của nó về mặt camera cực kỳ mạnh mẽ các bạn nhé. Tất cả những cái cảm biến được trang bị trên cái con Oppo Find N3 Flip này đều là những cái cảm biến flagship, cho nên là cái chất lượng ảnh chụp cho ra là ưng vô cùng các bạn ạ. Mình là một người rất là thích chụp bằng camera tele, thì với việc con này nó có camera tele 2x kết hợp với cái phần mềm xử lý cực kỳ hiệu quả nữa, kể cả các bạn zoom số lên thêm 5x đi chăng nữa thì cái phần độ nét của nó vẫn được đảm bảo cực kỳ tốt. Và phần mềm camera trên Oppo thì nó đỉnh khỏi phải nói các bạn ạ. Đặc biệt là khi chụp trong những cái điều kiện trên sáng và tối thì chiếc Oppo Find N3 Flip xử lý rất hiệu
hiệu quả, cân bằng rất tự nhiên giữa vùng sáng cũng như vùng tối. Nói chung là cả 3 camera trên Oppo Find 3 Flip năm nay làm rất là trọn vẹn luôn, đặc biệt là trong điều kiện đầy đủ sáng. Kể cả là các bạn có thể zoom số thêm 5x nữa thì nó vẫn đảm bảo được một cái chi tiết rất là tốt. Chụp đêm trên Oppo Find 3 Flip giờ đây nó cũng đã được cải thiện hơn rất nhiều so với lại Oppo Find 2 Flip. Khả năng xử lý dư sáng cũng như kéo lại được cái phần chi tiết rất hiệu quả. Nên khi sử dụng Oppo Find 3 Flip để chụp trong điều kiện thiếu sáng, mình thấy rất là tự tin. Về khả năng selfie cũng như làm đẹp thì Oppo luôn luôn là đỉnh từ trước đến giờ rồi. Với việc là nó có cả chế độ chụp làm đẹp cho cả camera sau cũng như camera trước thì khi mà chụp chủ thể là người, mọi cái khuyết điểm trên khuôn mặt nó đều được loại bỏ đi một cách rất là chỉnh chu và cực kỳ là tự nhiên luôn. Nên đây cũng là một điểm mà khi mà đi chụp cho người yêu hoặc là chụp cho mọi người cái thứ này kia thì mình rất là tự tin khi mà sử dụng cái chiếc Oppo Find 3 Flip này. Máy này thì tất nhiên nó vẫn sẽ có loa kép đầy đủ rồi, loa nghe hay, to, kèm với đó là pin có dung lượng là 4300 mAh. Công suất sạc sẽ là 44W. Thì mình thấy là cái thông số này nó kết hợp cũng vô cùng là hợp lý các bạn nhé. Đây là một cái chiếc máy mà mình thấy rằng là mặc dù là một cái chiếc máy gặp dạng flip, dạng màn hình giật như thế này, pin thì có vẻ là như là không thật sự quá trâu khi mà so với lại những cái chiếc điện thoại dạng thanh. Nhưng mà thời gian sử dụng thực tế thì mình thấy rằng là nếu như mà các bạn dùng nhiều thì ngày có thể là sạc hai lần là chuyện rất là bình thường. Nhưng nếu như mà dùng kiểu công sở, văn phòng, lướt mạng xã hội cái thứ này kia thì con này có thể trụ được một ngày là việc là chuyện rất là bình thường các bạn nhé. Và sạc nó cũng cực kỳ nhanh nữa. Oppo đang đi đầu về cái công nghệ sạc cho nên là với một cái công suất sạc nhanh như thế thì rõ ràng là nó vẫn đảm bảo được cái tuổi thọ pin rất là tốt chứ nó không có bị chai như là nhiều cái hãng khác. Tổng kết lại thì mình thấy là Oppo Find 3 Flip là một trong những chiếc máy màn hình gập theo chiều dọc tốt nhất ở thời điểm hiện tại và các bạn có thể yên tâm rằng là mua cái chiếc máy này về các bạn sẽ có là gì? Một cái thiết kế đẹp, một cái màn hình cực kỳ chất lượng, kể cả là màn hình phụ bên ngoài hoặc là màn hình chính bên trong, rồi là về cái khoảng tối ưu cho màn hình phụ thì nó cũng đang làm tốt nhất nữa, có rất nhiều các ứng dụng được hỗ trợ lên tới là vài chục và sau này nó có thể lên vài trăm là chuyện rất bình thường. Thì vì mặc định của nó đã là một cái màn hình tỷ lệ dạng dọc như thế này rồi, 17:9, thì cái việc mà tối ưu cho cái ứng dụng khi mà chúng ta sử dụng như là cái màn hình chính thế này nó rất là dễ. Đấy, cho nên là trong tương lai nó sẽ có nhiều ứng dụng hỗ trợ hơn. Hiệu năng thì vô cùng khủng khiếp với lại con Dimensity 9200, cũng là một con chip chuẩn flagship cạnh tranh ngang hàng trực tiếp với lại Snapdragon 8 Gen 2. Hiệu năng mát mẻ, nhanh, mượt mà. Kèm với đó là camera, chất lượng phần cứng là của flagship chắc chắn rồi. Còn về phần mềm thì khỏi phải nói rồi, Oppo có cái khả năng tối ưu về mặt phần mềm cho camera cực kỳ tốt, đi kèm với combo pin sạc cũng cực kỳ là hợp lý ở với một cái chiếc máy màn hình gập như thế này. RAM ROM thì cũng vô cùng thoải mái với RAM 12GB, bộ nhớ trong lên tới 256GB và hộp đi kèm thì các bạn biết to như thế này thì chắc chắn là nó không thiếu cho các bạn bất kỳ một cái gì cả. Bên trong này nó sẽ có cáp sạc, củ sạc, phụ kiện đầy đủ, ốp lưng. Thì đúng là mua game này về là các bạn sẽ có một cái trải nghiệm toàn diện nhất với lại cái chiếc Oppo Find 3 Flip này. Đó là những gì mà mình muốn gửi đến cho bạn trong video ngày hôm nay. Còn bạn mà nghĩ sao thì xin hãy để lại ký của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.